cuộc sống của người trung niên sẽ có thể thấp hèn đến mức nào. Vì ông chủ không trả lương, cho nên người đàn ông này vô cùng buồn phiền, chỉ biết lén hút thuốc. Khuôn mặt điển trai dí vào góc cửa sổ, để lại hai vết hằn trên má vì lo sợ mùi thuốc tràn vào trong nhà, kết quả vẫn bị vợ trách móc. Tại sao lại hút thuốc trong nhà? Người đàn ông không muốn cãi nhau với vợ, nén xuống cơn giận, vừa mới ăn được một ít thức ăn, con gái lại khóa mình trong phòng ngủ, khóc lớn mãi không ngừng. Người vợ lo lắng đến mức đi qua đi lại, lớn tiếng với người đàn ông, chìa khóa đâu rồi? Anh để chìa khóa ở đâu rồi? Người đàn ông vội vàng lục lọi tủ đồ, sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đá một cái vào tủ. Rồi lại tiếp tục ăn cơm, cử chỉ nhai càng ngày càng chậm. Bộ phim Quá Giới mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu là một bộ phim tình yêu nhưng lại không giống như phim tình yêu. Người đàn ông này tên là A Huy, là một tài xế riêng. Anh đi xe đạp đưa con gái đến nhà trẻ, sau đó chuyển sang đi tàu điện ngầm, chạy thêm 2 cây số nữa là sẽ đến được nơi làm việc, cũng chính là ngôi nhà của ông Lý, một doanh nhân giàu có ở Đài Loan. Công việc của A Huy là lái chiếc Mercedes đắt tiền và thoải mái này, làm những nhiệm vụ nhẹ nhàng, đưa một cái bánh kem cho ai đó, hoặc đến ngân hàng xếp hàng đổi sách. Một việc thường thấy nhất là đưa bà Lý tham gia buổi tiệc của các phu nhân giàu có. Công việc này rất nhàn hạ, hầu hết thời gian chỉ cần ngồi và đợi. Nhưng trong tâm trí A Huy, anh lại tràn đầy nỗi lo lắng, vì vợ anh ấy đang mang thai lần thứ 2. A Huy có hộ khẩu Hong Kong, nhưng vợ anh ấy đến từ Thâm Quyến. Vậy nên đứa trẻ sẽ được đăng ký hộ khẩu ở nơi nào, đã trở thành vấn đề quan trọng nhất đối với hai vợ chồng. Chế độ chăm sóc và nguồn tài nguyên giáo dục ở Hong Kong rất tuyệt vời. Vì câu đánh giá này, nhiều người từ Trung Quốc đại lục điên cuồng đổ xô đến Hong Kong. Các bệnh viện lớn, khoa sản phụ sản đã quá tải, trực tiếp treo biển thông báo đặt hẹn tại cửa vào. Phụ nữ mang thai không có hộ khẩu địa phương thì sẽ không có giường bệnh. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là phụ nữ mang thai cầm trong tay giấy chứng nhận nhập viện hiếm có. Do đó, điều mà những phụ nữ mang thai đang chờ đẻ sợ nhất không phải là chồng ngoại tình, mà là làm mất giấy chứng nhận nhập viện, cũng như là mất cơ hội cho con định cư ở Hong Kong. Điều kỳ lạ nhất là nếu một người phụ nữ từ Thâm Quyến đến Hong Kong, hải quan có thể sẽ yêu cầu bạn tháo khăn quàng cổ và áo khoác ra để kiểm tra bụng nhằm mục đích ngăn chặn phụ nữ mang bầu lớn vào Hong Kong, sau đó sinh con ở đó. A Huy cũng muốn vợ sinh con ở Hong Kong, ngoài lợi ích về phúc lợi và nguồn tài nguyên giáo dục, còn có một lý do nữa, đó là anh đã nuôi một cô con gái rồi, nếu để vợ trở lại Thâm Quyến để sinh con thứ hai, thì theo chính sách ở thời điểm đó, vậy sẽ bị coi là sinh con quá số lượng cho phép. Gần ngày dự sinh, gia đình của A Huy sống trong sự lo lắng như đối mặt với một kẻ thù lớn. Vì vậy, họ đã nói dối, thông báo rằng vợ của A Huy đã về nhà, cô không dám đến gần cửa sổ, quần áo treo trong phòng khách để phơi khô, và phải dùng màn che để che chắn cửa sổ, tránh ánh mắt tò mò của người khác, để lộ dấu vết. A Huy làm việc tới đêm khuya, phát hiện ra vợ mình có bụng bầu lớn nhưng lại đang phơi quần áo ở trên lầu. Anh ta hoảng hốt, nhanh chóng ngăn cản, đưa người vào trong nhà. Anh ta sợ rằng vợ có thể bị trượt ngã hoặc xảy ra tai nạn gì khác. Anh ta cũng sợ rằng sau khi người khác phát hiện, họ sẽ bí mật tố cáo. Còn đối với vợ của A Huy, bóng tối là bộ đồ che đậy tốt nhất. Chỉ khi ánh sáng trở nên tối đen, cô mới có thể đứng dưới bầu trời và thở một hơi nhẹ nhõm. Cô nói với A Huy, em không muốn ở một mình trong nhà nữa. Còn phải chờ bao lâu nữa? Em đã chịu đủ rồi. Người phụ nữ nói nhẹ nhàng. Những lời than vãn u ám làm người ta khó thở. Trong mắt cô ấy còn rơi 2 giọt nước mắt. Nếu cô ấy có thể cãi nhau, làm ầm ĩ một chút, A Huy sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng người phụ nữ này, khi tức giận, cũng biết tỏ ra thông cảm và lo lắng. Người đàn ông không sợ bị sếp chỉ trỏ mắng mỏ. Anh ta chỉ sợ gia đình sống trong cảnh khổ cực. Cảm giác tội lỗi và cảm giác vô lực đủ để làm gãy gọn cột sống của anh. A Huy không dám trả lời câu hỏi của vợ, anh ta lẻ loi đi hút thuốc trên sân thượng. Anh chạy khắp các bệnh viện nhưng vẫn không thể tìm được một giường cho vợ. Áp lực lớn đè nặng lên anh, đối diện với bầu trời tối đen, A Huy cảm thấy mình vô lực, quyết định cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Ai ngờ người đầu tiên đã làm cho anh ta tan nát lòng tự tôn. Theo trào lưu chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội, một người yêu cũ đúng nghĩa phải là một người như đã chết rồi mới đúng. Theo tiêu chuẩn này, A Huy không chỉ không đặt yêu cầu, mà còn hoàn toàn tồi tệ. Bởi vì anh ta đã xin người yêu cũ giúp đỡ vợ hiện tại sinh con. Một người đàn ông lén lút trốn vào khoa sản của bệnh viện, bị y tá trưởng vội vàng đuổi đi. Người đàn ông đó chính là A Huy. Anh từng yêu y tá trưởng, nhưng vì trước đây cô ấy tập trung vào sự nghiệp, kết quả là cặp đôi tình nhân đang yêu lại trở thành người xa lạ quen thuộc nhất. A Huy tiếp tục theo đúng quy trình, lập gia đình, cưới vợ và còn mang thai lần thứ 2, trong khi y tá trưởng đã được hưởng niềm vui như ý, trong sự thăng tiến của mình. Cô ấy vẫn đơn độc một mình, vì trong lòng họ đều có dấu vết thuộc về nhau. Vì vậy, lời cầu xin này càng đau đớn và tàn nhẫn. Tôi muốn vợ tôi đăng ký sinh con ở Hong Kong và cần một chứng chỉ từ bệnh viện. Khuôn mặt của y tá trưởng sưng lên như bánh rán vừa chín. Cô ấy hỏi, là người từ Thâm Quyến à? A Huy gật đầu, lần gặp này, hai người tan rã mà không chút thoải mái nào. Người yêu cũ tức giận quay đầu bỏ đi, A Huy không đủ mặt dày và cũng không đủ can đảm để đuổi theo. Sau khi về nhà, vợ ngồi đau đớn trước cửa lớn, trên sàn có một đống bẩn. Cũng may chỉ là giả sinh do tâm trạng không tốt gây ra. Vợ yếu đuối nói, không sao đâu, em có thể trở về Thâm Quyến sinh con một mình. Nếu như vậy, anh cũng không cần phải làm việc vất vả quá. Hiểu chuyện là một áp lực đè nặng lên vai. Vợ càng nói như vậy, A Huy càng phải cố gắng một chút. Anh lại cầu xin người yêu cũ một lần nữa, quỳ gối một cách nhục nhã.
người yêu cũ không ngờ anh có thể đạt đến mức độ này vì vợ. Thật không khác nào nói những niềm khao khát của cô, trong những năm qua chỉ là một trò đùa, phía sau cửa kính là một gương mặt kìm nén muốn khóc. A Huy suy sụp. Anh không ngờ việc từ bỏ danh dự và lòng tự trọng lại đem lại kết quả như vậy. Anh hét lớn vào chiếc tàu điện đã đi xa, tại sao em không giúp anh? Câu trả lời thực sự anh biết, vì anh đã từng yêu, và người yêu cũ vẫn yêu anh. Con đường này đã hoàn toàn bị tắc. A Huy tìm hiểu và tìm thấy một cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp. Đối tác tuyên bố cung cấp dịch vụ toàn diện từ chỗ ở đến sinh sản, bao gồm cả hộ khẩu Hong Kong. Nhưng mức giá cũng cao đến khiến người ta sợ hãi, phải trả toàn bộ số tiền là 200.000 đô la. Ở Hong Kong, một vùng đất quý giá, công việc của A Huy chỉ đủ nuôi sống gia đình ba người mà thôi, không còn dư giả gì. Anh cẩn thận hỏi ông chủ có thể tạm ứng một số tiền lương trong vài tháng không? Thường thì bà Lý sẽ đưa ra một sách lớn mà không thèm mở mắt, nhưng hiện tại, tài chính của gia đình họ Lý đang gặp vấn đề, ông Lý rơi vào khủng hoảng nợ nần, mang theo toàn bộ tiền mặt trong nhà. Bà Lý chỉ biết im lặng bỏ trốn, cho đến khi thẻ tín dụng bị đóng băng, bà mới phát hiện ra công ty của chồng đã không còn ai cả. Trong giới giàu có, lợi ích được đặt lên hàng đầu. Bà Lý không thể để người khác phát hiện ra chuyện này, phải cố gắng duy trì sự trang trọng như ngày xưa. Ông Lý không thể liên lạc qua điện thoại, gia đình mất nguồn thu nhập. Bà Lý buộc phải bán cổ phiếu dưới tên mình, giả danh không khỏe để rút lui khỏi các lớp nhảy và lớp yoga. Nhưng khi các phu nhân giàu có tụ tập, bà vẫn phải chủ tài trả tiền một cách thoải mái. A Huy chịu trách nhiệm chạy việc, cầm chặt séc được ủy thác trong tay. Bà Lý chỉ cần phải chi trả hai bữa ăn cho khách, để có thể cho vợ anh ấy sinh con, ở Hong Kong. A Huy trong lòng hơi oán trách nhưng vẫn nhớ rõ công việc của mình. Bạn bè trong ngành xe hơi nói rằng, một số bộ phận trên chiếc xe sang của gia đình Lý rất đáng tiền, thay một hai cái nhất định không thể nhận ra. Nếu A Huy thật sự thiếu tiền, anh ấy có thể cân nhắc xem. A Huy suy nghĩ một chút rồi từ chối. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi người đều nhận ra điều bất ổn trong gia đình Lý. Ông Lý đã không xuất hiện trong một thời gian dài. Mỗi ngày, bà Lý không phải tìm kiếm phong thủy để tăng cường tài lộc, thì sẽ đến các khu vui chơi giải trí để tìm chồng. Trong khi đó, A Huy có vợ, có con và đang mang trên vai gánh nặng nề của việc chăm sóc gia đình. Anh không dám từ chức vì anh ta đang rất cần tiền, rất nhiều tiền. Bà Lý cũng vậy, bà đã bán hết cổ phiếu và các món đồ sưu tầm như bình hoa cổ, tranh vàng từ Thái Lan. Dù giá bán giảm mạnh, bà Lý cũng không do dự mà bán. Người nghèo vẫn nghèo, người giàu vẫn giàu. Ai sống trên đời mà không phải bước vào đường cùng? Trong một quán rượu, bà Lý nhìn thấy một hình bóng giống chồng mình thì lập tức lại gần. Bà hy vọng chồng có thể trở về và nắm giữ cả một thế giới như xưa. Thế nhưng điều khó xử là người đó chỉ là một người có hình dáng tương tự chồng bà. Bà Lý buồn chán nằm dựa trên quầy bar, chẳng thèm quan tâm tới điều gì, vì bây giờ bà đã hết tiền rồi. Trong khi đó, người đàn ông bị nhận lầm lại tự mình tìm đến bà Lý và nói, cảm ơn vừa nãy cô đã chạm vào tay của tôi. Đem đến may mắn cho tôi. Cùng chơi một chút nhé. Tôi sẽ cho cô tiền. Đối mặt với yêu cầu xúc phạm như vậy, bà Lý mặc đồ sang trọng, trang điểm tinh tế nhưng không nói một lời, chỉ mang một nét buồn thảm trên gương mặt như nhìn vào chốn quen thuộc. Quay người nhìn chăm chú vào số chip trên tay người đàn ông. Người ta vì danh dự có thể vượt quá ranh giới không đáy. Trong một khách sạn nhỏ bình thường, chỉ trăm đồng một đêm, người đàn ông no nê, say xỉn, vui vẻ làm sạch trong phòng tắm. Cửa kính mờ mịt không thể che đi bóng đen táo bạo, chỉ cách một bức tường. Trên chiếc giường hỗn loạn, bà Lý mặc quần áo một cách lạnh lùng, vì vài tờ tiền mặt, bà đã bán rẻ chính mình. Bà Lý luôn coi trọng danh dự nhất. Lợi dụng lúc người đàn ông không để ý, bà nhấc túi và chạy trốn. Dưới tầng hầm, tài xế A Huy đã chờ đợi từ lâu, ngủ gật bên lề đường. A Huy cẩn thận giữ lấy cánh tay bà, đưa bà lên ghế sau của chiếc xe sang, lễ phép mở cửa xe màu mỡ. Hành động này làm bà Lý nhớ lại khoản lương nợ đã kéo dài. Bà Lý mở túi sách, lấy ra thành quả của tối nay. Bà nói với A Huy, đây là tiền lương của anh trong tháng này. Bà Lý mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng thực tế càng tàn khốc, còn đang chờ đợi bà. Sau khi về nhà, bà Lý nhận ra những vật phẩm có giá trị trong nhà đã bị bê đi mất. Rõ ràng, người chồng không liên lạc được đó đã lợi dụng không có ai ở nhà, anh ta đã lén lút trở về. Cái chăn lụa thật yên lặng trượt xuống, bà Lý buồn bã chôn mình vào ghế sofa. Cả người như một con nhộng bọc kín, muốn tìm kiếm một chút ấm áp. Điện thoại reo lên, là cuộc gọi của con gái bà Lý. Con gái bà đang du học ở nước ngoài, dưới sự giấu giếm của bà Lý, con không hề biết về tình hình xảy ra trong gia đình. Dù biết nếu yêu phải san sẻ, nhưng bà Lý lại muốn đảm đương toàn bộ áp lực. Trong điện thoại, bà vẫn nói nhẹ nhàng, mọi thứ trong nhà đều ổn. Nhưng thực tế, tài sản trong nhà đã tiêu tan hết, đến mức phải bán nhà. Một nhân viên môi giới đột nhiên đến thăm, nói rằng được ông Lý giao phó, định giá căn nhà này, bà Lý thô lỗ đánh đập người đó ra khỏi cửa. Nhà và xe là sự tồn tại cuối cùng của lòng tự trọng. Trong khi A Huy nghèo khó cần gấp tiền, anh ấy cần 200.000 đô la để đảm bảo, cho đứa con trong bụng vợ có thể định cư tại Hồng Kông. Một tháng lương chỉ tương đương với một nước cờ trên bàn. Dưới sự lừa dối của các đồng nghiệp, anh quyết định thử vận may tại trường đua ngựa. Kết quả tất nhiên là vỡ mộng, A Huy mất hồn tan tác. Bây giờ ngay cả tiền sinh hoạt cũng không còn, làm sao để sống qua ngày đây? Khi đón con gái về nhà, A Huy cố ý tránh qua cô giữ trẻ. Bởi vì đã đến lúc phải đóng phí trông giữ hàng tháng, gánh nặng cuộc sống khổng lồ giống như khung cửa sổ này, với những khung gỗ đan xen. Dù có còn chỗ cho sự tự do, nhưng mỗi phần lại bị chia cắt chính xác, đè nén khiến người ta không thể thở được.
vợ đã chuẩn bị một bữa ăn ngon lành, theo lý thuyết, A Huy nên vui mừng và biết ơn. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể kiềm chế, cố gắng không tức giận. Nhưng trời lại không muốn để anh yên bình ăn xong bữa ăn này. Đứa trẻ khóa mình trong phòng ngủ, sợ hãi và khóc thét. Những chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần, A Huy đá một cú vào tủ quần áo, giải tỏa sự kiềm chế của mình. Anh chỉ còn duy nhất chiếc xe sang của bà Lý trong tay, anh tìm đến bạn trong xưởng sửa chữa xe, thay thế các linh kiện chính hãng trên chiếc xe sang bằng các bản sao hạng kém chất lượng, kiếm lời từ đó. Một phần lợi nhuận được sử dụng để sống, phần còn lại được giao cho anh em trong xưởng sửa xe. Chuyện anh giấu vợ đang mang bầu trong nhà, không thể trốn khỏi sự tò mò của hàng xóm. Sau khi bị tố cáo, anh và vợ bị yêu cầu rời đi trong thời hạn. Vì vậy, A Huy cần tìm một nơi cho vợ sớm nhất có thể. May mắn là anh em trong xưởng sửa xe này sống ở khu vực giữa Hong Kong và Thâm Quyến, có thể trở lại Hong Kong trong nửa giờ. A Huy hy vọng anh em này có thể tiếp nhận vợ trong 10 ngày, vì chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày dự đoán sinh của vợ. Khi đến thời điểm đó, anh sẽ đón vợ đi, tìm cách vượt qua hải quan, chờ đến khi vợ bắt đầu đau đẻ, rồi đưa đi bệnh viện khoa cấp cứu gần nhất. Đây là một phương pháp rủi ro, một cách tận dụng cơ hội, cũng là cách duy nhất mà A Huy, người không có tiền lực, quyền lực và quan hệ, có thể nghĩ và sử dụng để đảm bảo con được sinh ra tại Hong Kong. A Huy sử dụng chiếc xe sang đã được chỉnh sửa và cải tạo, đưa vợ và con đi. Sau đó, anh ta tiếp tục làm việc cho bà Lý theo kế hoạch. Tâm trạng gần đây của bà Lý rất không tốt. Cô thường đi ra ngoài mà không mua gì cả. Khi con người không thể làm gì, luôn hy vọng tìm một niềm an ủi cho tâm hồn, tránh đau khổ của hiện thực tê liệt. Trước đây, bà Lý từng tham gia những hoạt động về phong thủy, thờ cúng. Nhưng bây giờ, cô ấy không có gì cả, chỉ có thể cầu nguyện và thờ cúng. Bà Lý đến Nam Sơn để phóng sinh tích đức. Thời tiết nóng bức, bà Lý yêu cầu A Huy mở máy lạnh lớn hơn một chút. Cô ấy cảm thấy rằng máy lạnh trên xe gần đây không còn hoạt động nữa. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra rằng A Huy đã đụng tay đụng chân vào chiếc xe này. Đối mặt với sự chất vấn của bà Lý, A Huy lấy ra lời biện hộ đã chuẩn bị trước đó, dường như thật sự không dùng được nữa. Hay là để khi nào rảnh đưa xe đi kiểm tra và bảo dưỡng, chiếc Mercedes trị giá 3 triệu đô, kiểm tra và thay thế hai linh kiện, đó cũng là một số tiền không nhỏ. Bà Lý đặt tay lên trán, cô ấy từ bỏ ý định này, cũng bỏ lỡ cơ hội biết được sự thật. Bà Lý mua hai con rùa để phóng sinh. Người bình thường sống hào phóng của cô ấy cũng đã học được cách tiết kiệm. Cô ấy mua hai con rùa rẻ nhất, một con để cô ấy thả, một con tặng cho A Huy. A Huy lợi dụng khi bà Lý không để ý, đặt con rùa nhỏ đó trên một đồi núi. Vì so với môi trường tự do thoải mái của nó trong nước, vùng đất này mới là thứ mà nó khao khát nhất. Bà Lý đặt xuống con rùa nhỏ đó xuống, tâm trạng của cô ấy càng trở nên nặng nề hơn. Thứ cô ấy cần không phải là sự thả lỏng, mà là sự giải tỏa. Trên đường trở về, bà Lý yêu cầu để mình tự lái xe. A Huy rất sợ bà Lý phát hiện ra chiếc xe có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, vì bà Lý ít khi lái xe, cộng thêm tâm trạng không thoải mái, cho nên bà ấy hoàn toàn không nhận ra điều gì. Khi về đến nhà, mưa lớn như thác nước. Bà Lý nằm chắp tay lên vô lăng, lén lau đi giọt nước mắt. Vào ngày dự đoán sinh của vợ A Huy, bà Lý trở về quê nhà ở Thâm Quyến. Cuộc sống của mẹ già trong nhà thật thoải mái và nhàn hạ. Kinh doanh nhỏ nhặt, khi có việc thì mở cửa hàng, không có việc thì đi du lịch khắp nơi. Bà Lý ngồi trong sân nhà ở quê một lát, rồi cuối cùng cô ấy quyết định trở về. Cô ấy vẫn kiên cường, không nói điều gì cả. Như khi vợ của A Huy tự nguyện yêu cầu trở về Thâm Quyến, anh ta cố gắng càng nỗ lực hơn để giữ vợ ở lại Hong Kong. Bà Lý đối mặt với sự quan tâm của mẹ, cũng nói rằng mọi việc đều tốt. Ngôi nhà là nơi trú ẩn, cũng là trạm nạp nhiên liệu. Chỉ cần trở về hít một hơi cũng đủ rồi. A Huy tận dụng cơ hội trò chuyện với bà Lý, anh ta đã giấu vợ vào cốp sau. Để tránh cho bà Lý phát hiện, anh ta làm việc chăm chỉ hơn bình thường, vội vàng đóng gói đồ đạc. Ban đầu, A Huy dự định trực tiếp trở về Hong Kong, nhưng không ngờ bà Lý nói đói bụng, muốn ăn gì đó. Giờ đây thưởng thức món ăn đường phố với hương vị thú vị. Có lẽ cô ấy đã bắt đầu từ bỏ sự tỏ ra giàu có và duy trì hình ảnh xa hoa. A Huy giả đi mua đồ, lén lút mở cửa cốp xe, để cho vợ mình được hít thở. Bà Lý tận mắt nhìn thấy, A Huy căng thẳng giữ cửa sau xe, giả vờ không biết gì cả. Khi xe qua cửa khẩu, quá trình kiểm tra giấy tờ diễn ra chậm chạp, họ cố gắng mở cốp sau. A Huy sợ hãi tột cùng, bà Lý thể hiện phong thái của một người phụ nữ giàu có, đứng ra chặn lại tại cửa khẩu. Như vậy, A Huy mới có thể qua mặt mọi người. Trên đường đưa bà Lý về nhà, bánh xe kém chất lượng mà A Huy đã thay đổi bất ngờ bị nổ, xe nghiêng mạnh sang một bên, ngay sau đó, khói màu xanh bốc lên từ mui xe. A Huy không kịp sửa xe, cũng không kịp chăm sóc bà Lý đang bị sốc, vội vã ôm vợ ra khỏi cốp sau, người phụ nữ do cơn có bóp tử cung mà phản ứng, đau đớn đến không thể đứng dậy. Bà Lý giúp đỡ gọi taxi, sau khi ôm vợ lên xe, A Huy chân thành cảm ơn bà Lý, họ vội vã rời đi. Trong khi đó, bà Lý nhìn theo chiếc xe xa xa, buồn bã rơi lệ. Vợ chồng nghèo khó tìm mọi cách để đến Hong Kong, ai cũng không muốn bỏ rơi ai. Còn cô ấy từng giàu có vạn phần, nhưng lại bị chồng bỏ rơi. Trên thế gian này, điều gì mới là quý giá nhất? Bộ phim Quá Giới xoay quanh tài xế A Huy muốn để vợ sinh con ở Hong Kong, kể về một câu chuyện đầy áp lực. Bộ phim nói về hai nhóm người, hai cuộc sống khác nhau, hai tình yêu và hai kết quả khác nhau. A Huy là biểu tượng của người dân bình thường, là đại diện cho những người dân trong nội địa. Mặc dù anh ta có hộ khẩu Hong Kong, nhưng vẫn phải đấu tranh cho vấn đề định cư của con trẻ ở Hong Kong,
Có những người có quyền có tiền, làm mọi việc một cách dễ dàng, trong khi A Huy là một nhân vật nhỏ bé không quyền lực, chỉ có thể suy nghĩ, tìm cách lách luật. Bà Lý là biểu tượng của giàu sang quý tộc, cũng là đại diện cho người dân Hong Kong. Mặc dù quê hương của cô ở Thâm Quyến, nhưng cách cư xử và hành động của cô là phong cách đích thực của Hong Kong. Trang phục đẹp, trang điểm và dáng điệu làm cho cô lấp lánh khi xuất hiện trước mọi người. Sau lưng, cô cũng giống như A Huy, yên lặng và mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống, đối mặt với những lựa chọn trong tâm hồn. A Huy cần đưa vợ vượt biên, và giữa hai nhóm người cũng cần một sự hiểu biết. Bà Lý từ đầu đã từ chối yêu cầu tạm ứng lương của A Huy để duy trì danh dự, nhưng sau đó cô đã giúp A Huy vượt qua hải quan, trải qua sự thay đổi lớn. Trong khi A Huy từ tuyệt vọng, mang theo sự hận thù và sự bất lực, đến lúc cuối đã nói được câu cảm ơn, chân thành, cũng là sự công nhận từ tận đáy lòng. Họ càng thấu hiểu hơn ranh giới của trái tim trong cuộc sống hôn nhân đầy tình yêu và cảm xúc này. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem.